Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống các cơ quan thương vụ tại nước ngoài tháng 10 năm 2023 có chủ đề Đồng hành cùng ngành thủy sản đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vừa được tổ chức đã thu hút đông đảo đại diện các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan và doanh nghiệp liên quan từ 63 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Các đại biểu tham dự đã tập trung trao đổi và cập nhật thông tin về tình hình diễn biến, các quy định về chính sách, yêu cầu mới đối với nhập khẩu vào các thị trường xuất khẩu, đánh giá thị hiếu tiêu dùng của thị trường nhập khẩu đối với ngành thủy sản, thảo luận đánh giá cơ hội, khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản đang phải đối mặt, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu của ngành. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam với quy mô ngày càng mở rộng. Thương hiệu thủy sản Việt Nam không chỉ được khẳng định trong nước mà còn được đón nhận bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, sản phẩm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giá trị xuất khẩu thủy sản năm 2022 lần đầu tiên cán đích 11 tỷ đô la Mỹ và 10 tháng đầu năm 2023 đạt 7,45 tỷ đô la Mỹ. Các tháng cuối năm 2023 và năm tiếp theo, ngay sau hội nghị này, với trách nhiệm là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến nghị, tập trung giải quyết những đề xuất của các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo giải quyết, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam thời gian tới.